bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Nhà mình có giàu không ạ? Câu trả lời khác nhau của hai ông bố khiến cuộc đời con cái rẽ theo hai hướng trái ngược. Nếu một đứa trẻ ngay từ nhỏ được dạy những tư tưởng đúng đắn thì khi trưởng thành chúng sẽ có lối đi sáng suốt. Sự thành công của một người phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của cha mẹ. Nếu một đứa trẻ ngay từ nhỏ được dạy những tư tưởng đúng đắn thì khi trưởng thành chúng sẽ có lối đi sáng suốt. Ngược lại, nếu trẻ bị người lớn nhồi nhét những tư tưởng sai lệch thì chúng sẽ chẳng thể nào thành công trong cuộc sống. Và câu chuyện sau đây là minh chứng rõ nhất cho điều này. Một ông bố đang chơi đùa trong sân vườn với chú chó cưng thì cậu con trai nhỏ bỗng chạy đến hỏi: "Bố ơi, nhà mình có giàu không ạ?" Trước câu hỏi bất ngờ của con, ông bố hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời: "Bố có nhiều tiền đấy, nhưng con thì không có xu nào cả. Tiền của bố là do tự bố cố gắng phấn đấu kiếm được. Nếu con cũng muốn giàu có thì sau này phải tự lao động chăm chỉ nhé." Sau khi nghe được câu trả lời của bố, cậu bé gật gù vâng dạ. Đáp án của người bố đã dạy cho cậu con trai ba thông điệp quý giá. Thứ nhất, bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố. Thứ hai, tiền của bố là do bố lao động chăm chỉ mới có được. Và thứ ba, nếu mình muốn có tiền thì cũng phải chăm chỉ lao động như bố. Cùng câu hỏi này, nhưng một ông bố khác lại bật cười ha hả, vênh váo trả lời với con như sau: "Nhà mình giàu lắm con ạ, thích mua gì mà chả được. Sau này con lớn, bố để lại tài sản cho con hết." Nghe xong câu trả lời của bố, cậu con trai được truyền tải 3 điều. Thứ nhất là bố mình là người giàu có, nhà mình rất nhiều tiền, nhiều điều kiện. Thứ hai, tiền của bố cũng là tiền của mình. Thứ ba, chẳng việc gì phải lao động cả, cứ nằm không cũng có tiền tiêu rồi. Nếu như ông bố thứ nhất dạy cho con mình những bài học về giá trị đạo đức, giá trị lao động, thì ông bố thứ hai lại chỉ cho con vật chất mà không biết cách dạy con cách tạo ra vật chất như thế nào. Câu trả lời của ông bố thứ hai đã gián tiếp làm hại con mình. Có thể nói, ông bố này đã gián tiếp làm hại con. Kết cục của hai đứa trẻ sau khi trưởng thành cũng rẽ theo hai hướng khác biệt. Trong khi đứa trẻ thứ nhất chăm chỉ lao động, kế thừa và phát triển thành công gia sản của bố, thì đứa trẻ thứ hai chỉ biết phá phách tiêu tiền như nước. Đừng nên quá nuông chiều con cái. Từ hai câu chuyện này, chúng ta rút ra được bài học. Đó là đừng bao giờ quá nuông chiều con cái. Nếu bố mẹ cho con mọi thứ một cách dễ dàng thì đã vô tình đẩy con trở thành kẻ ăn bám, bất tài. Là bậc cha mẹ tốt, chúng ta nên học cách buông tay cho con chịu gian khổ, để từ đó rèn luyện được bản lĩnh đối mặt với khó khăn, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với gia đình, với xã hội. Thay vì đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, bố mẹ chỉ bằng bồi dưỡng cho chúng khả năng theo đuổi những điều đó. Theo Thanh Hương, Helino, caphép.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a.gmail.com, số điện thoại 0964002593.